Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 25, bài 4, Mùa Đông ở Vùng Cao. 1. Nghe viết. Mưa cuối mùa. Nửa đêm, bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm, mưa xối xả. Cây cối trong vườn nghiêng ngả trong ánh chớp sáng loà và tiếng sấm ì ầm, lúc gần lúc xa, mưa mỗi lúc một to. Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng. Rồi phần này thì các em nhờ phụ huynh đọc, các em nghe và viết nha. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Bài 2, điền chữ giờ hoặc gì vào chỗ trống. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 2 là như sau. Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình. Nước lại trong dần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn, theo cá mẹ, xuôi theo dòng nước, vào tận đồng sâu, theo Nguyễn Quang Sáng. Tiếp theo em sang bài tập số 3, kem chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. A. Dịu, rượu. Líu, liếu. B. Ngoằn, ngoằng. Thoăn, thoáng. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa, có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Rồi trước hết là câu A. Các em chọn tiếng dịu, tiếng rượu, các em điền vào chỗ trống thích hợp. Ở đây chúng ta có là mắt dịu, kỳ diệu, líu, liếu, chim liếu điếu, hót, líu lo. Rồi nếu em nào mà chưa biết chim liếu điếu thì các em quan sát, đây chính là hình ảnh của chim liếu điếu. B. Ngoằn, ngoằng. Ta có từ dài ngoằng, ngoằn ngoèo, đường đi ngoằn ngoèo. Thoăn thoáng, nhanh thoăn thoắt. Nói liến thoáng tức là nói nhanh, nói liên tục, nói một mạch, người ta gọi là nói liến thoáng. Bài tập số 4, tìm trong hai khổ thơ sau. Mùa xuân hoa bắp nở trắng trên đồng, hoa bầu như bông, hoa mơ như tuyết. Mùa hè đỏ rực, hoa phượng hoa vông, mùa thu mênh mông, vàng cam vàng quýt. Tác giả Võ Quảng. Rồi các em tìm trong hai khổ thơ trên. A là từ ngữ chỉ mùa, B là từ ngữ chỉ hoa, quả và màu sắc. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài nha. Rồi trong hai khổ thơ trên, A là các em tìm những từ ngữ chỉ mùa. Từ ngữ chỉ mùa ở đây là mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Rồi như vậy là ta có những từ ngữ là mùa xuân, mùa hè, mùa thu là những từ ngữ chỉ mùa. B. Từ ngữ chỉ hoa quả màu sắc. Mùa xuân hoa bắp. Ta có từ hoa bắp nở trắng trên đồng. Từ ngữ chỉ màu sắc là từ trắng. Rồi hoa bầu, hoa mơ. Tiếp theo các em tìm được từ ngữ chỉ màu sắc là đỏ rực. Rồi hoa phượng, hoa vông. Cam quýt. Từ ngữ chỉ màu sắc là vàng. Rồi như vậy là ta tìm được những từ ngữ chỉ hoa quả và màu sắc là hoa bắp, hoa bầu, hoa mơ, hoa phượng, hoa vông, cam quýt. Màu sắc là màu trắng, màu đỏ rực, màu vàng.
Tiếp theo em sang bài tập số 5, đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Câu E: mùa xuân, hoa mơ nở trắng như tuyết. Ở đây từ ngữ in đậm là từ mùa xuân. Từ mùa xuân là từ ngữ chỉ mùa, cụ thể là từ ngữ chỉ thời gian. Muốn đặt câu hỏi cho các từ ngữ chỉ thời gian thì các em dùng từ khi nào, lúc nào, bao giờ. Các em dùng sao cho nó phù hợp với nghĩa của câu. Ví dụ ở đây các em có thể đặt câu là: khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết? B: hoa phượng đỏ rực khi mùa hè đến. Tương tự câu A, các em có thể đặt câu là: hoa phượng đỏ rực khi nào? C: mùa thu cam quýt chín vàng. Rồi, khi nào cam quýt chín vàng? D: cúc họa mi nở rộ khi mùa đông sắp về. Rồi, tương tự các câu trên, các em có thể đặt câu là: cúc họa mi nở rộ khi nào? Nếu em nào chưa biết cúc họa mi thì các em có thể quan sát hình ảnh sau. Đây chính là hình ảnh của những bông cúc họa mi. Bài tập số 6, các em nối các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B sao cho tạo thành câu nó phù hợp. Rồi, trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nhé. Rồi, cụ thể ở đây thì các em sẽ nối như sau. Bầu trời. Bầu trời ra hoa, có đúng không? Bầu trời đâm chồi nảy nọc, có đúng không? À, tất nhiên là không đúng rồi. Bầu trời thì ngày thêm xanh. Rồi vườn cây. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây đâm chồi nảy nọc. Theo Nguyễn Kiên. Bài tập số 7, các em đánh số thứ tự vào ô trống trước các câu ở bài tập 6 để tạo thành đoạn văn. Rồi, trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Các em đánh số thứ tự vào ô trống trước các câu ở bài tập 6 để tạo thành đoạn văn. Rồi, cụ thể thì chúng ta có thể đánh như sau. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây đâm chồi nảy nọc. Rồi vườn cây ra hoa. Các em đánh số thứ tự là 2, 5, 1, 3, 4. Bài tập số 8, các em viết 4-5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý. A là bạn em đã làm việc tốt đó khi nào, ở đâu. B là bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào. Và C là em nghĩ gì về việc làm tốt của bạn. Rồi, cụ thể thì các em có thể tham khảo bài làm của một bạn. Bạn ấy viết về một việc tốt của bạn mình như sau. Trên đường đi học về, em thấy bạn em đang xách giúp một bà cụ túi đồ rất nặng. Nhà bà cụ ở gần nhà bạn ấy. Hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bạn ấy là một người tốt bụng. Việc làm của bạn ấy rất đáng để chúng em học tập. Bài tập số 9, các em viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về bốn mùa. Rồi, cụ thể ở đây thì các em có thể chia sẻ bài đọc Mùa đông ở vùng cao, sách giáo khoa trang 37. Tác giả là Đỗ Bích Thúy. Tên mùa đây là mùa đông. Nét riêng của mùa là trời lạnh, rồi có sương muối. Cả tháng thì không có nắng. Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến sớm. Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn nước. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh của núi đá.
Rồi hay là rễ cây bám chặt lấy lớp đất chai cứng và ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng. Rồi nét riêng của mùa là trời lạnh, có sương muối, cả tháng không có nắng. Đây là mùa đông ở vùng cao. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.